chiếc máy bay này chở một đội bóng bầu dục và một số người nhà thành viên đội bóng. Lúc máy bay bay qua ngọn núi tuyết, phi hành đoàn không cẩn thận đã phán đoán sai, nên chiếc máy bay không may tông phải đỉnh núi. Hành khách bên trong sợ hãi la hét om sòm, nhiều người còn bị rơi ra khỏi máy bay, mà tốc độ rơi của máy bay không hề giảm xuống. May mà phần đầu máy bay tiếp đất an toàn, nhưng nó cứ trượt xuống theo con dốc. Lực quán tính làm mọi người bị đẩy về phía trước, nhiều người ngồi phía trước bị thương nặng. Đến khi mọi người dần ổn định tinh thần, đội trưởng Antonio gọi mọi người dậy, hợp sức cứu những người bị thương, đưa họ ra khỏi thân máy bay. Trên máy bay chỉ có anh chàng Lobo biết sơ cứu, nhưng anh ấy mới học y được 6 tháng. Lobo rút thanh sắt ở bụng của chàng thanh niên, rồi đưa cho cậu ta cái áo buộc vết thương. Một người bị chiếc ghế đè lên chốc, bọn họ cố hết sức vẫn không nhấc ra được. Cơ trưởng ở buồng lái đã bị thương nặng, họ chỉ đành nghĩ cách dùng vô tuyến cầu cứu. Nhưng máy bay lúc này đã mất điện, bởi vì pin năng lượng nằm ở đuôi máy bay. Lúc này màn đêm đang dần buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh. Mọi người cần trang bị đồ dùng tránh rét. Antonio bảo mọi người tháo bọc ghế ra. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống thấp, mọi người nằm co rúm trong khoang máy bay, từng cơn gió liên tục thổi vào bên trong, không ai chợp mắt nổi trong thời tiết này. Antonio liền nghĩ ra một cách, dùng hành lý chắn lỗ hổng của máy bay lại. Anh chàng Nando hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, hai đồng đội không nỡ bỏ mặc nên nằm bên cạnh giữ ấm cho Nando. Cả nhóm cùng nhau vượt qua một đêm dài, sáng hôm sau có vài người không qua khỏi trước cái lạnh, mọi người hợp sức đưa họ ra ngoài, sau đó vây quanh lại cầu nguyện cho những người đó. Antonio thu thập toàn bộ thức ăn lại, đếm số người còn sống sót còn 27 người. Anh cẩn thận chia nhỏ lượng thức ăn, mỗi người chỉ được một ly rượu vang và một miếng sô-cô-la trong một ngày, hy vọng có thể kiên trì đến lúc đội cứu viện đến. Đột nhiên một chiếc máy bay bay qua bầu trời, nhưng họ chỉ nghe thấy tiếng của máy bay. Đêm xuống tuyết bao phủ kín thi thể gặp nạn, mọi người bên trong tụ lại với nhau để sưởi ấm. Ngày thứ ba họ để tuyết lên miếng kim loại, đợi nó chảy ra để lấy nước uống. Lúc này Nando trong cơn mê đã tỉnh lại, nhưng mẹ của anh đã không qua khỏi, còn em gái thì bị thương nặng. Anh vô cùng đau buồn mà không biết làm thế nào. Đến ngày thứ tư họ nhìn thấy máy bay lượn lờ, mọi người hưng phấn không ngừng hô hào. Nhìn thấy máy bay còn lượn ngược trở lại, mọi người tưởng nó đã phát hiện ra mình. Hôm đó họ quyết định liên hoan. Nando đầu têu uống hết chỗ rượu vang còn lại. Ban đêm nhân lúc Antonio ngủ say, mọi người lấy sô cô la ra chén sạch. Cả nhóm người háo hức đến mức không ngủ nổi. Hôm sau họ háo hức ra ngoài ngồi từ sớm. Trời đã gần tối mà chẳng có ai đến cứu. Antonio xách thùng thức ăn đi phân phát, phát hiện bên trong không còn chút thức ăn nào. Anh tức giận lớn tiếng mắng người ăn trộm thức ăn. Anh nói chắc gì đội cứu hộ sẽ đến ngay, nếu họ đi đường bộ thì mấy ngày nữa mới tới. Không có lương thực thì lấy gì sống đây? Nando thừa nhận mình đã trộm thức ăn vì anh tưởng đội cứu viện tới sớm. Nhìn thấy bộ mặt tức giận của Antonio, tất cả mọi người đều nhận mình cũng có phần. Một người đứng dậy đưa ra nghi vấn, nếu đội cứu viện đã phát hiện ra họ thì đầu tiên họ sẽ đưa thức ăn bổ sung tới. Điều này chứng minh chiếc máy bay đó không hề thấy họ. Nando định làm chiếc võng cho người bạn bị thương. Đột nhiên họ tìm thấy cái radio gần đó. Antonio kiếm một sợi dây chế thành anten, khó khăn lắm mới nhận được tín hiệu từ thế giới. Nhưng họ chẳng thấy thời sự nhắc gì đến mình. Nando nghĩ mình không nên ngồi yên chờ đợi, mà phải đi tìm phần đuôi máy bay để lấy ắc quy. Đồng đội nói không có lương thực thì leo núi kiểu gì. Nando nói dùng mấy thi thể kia làm thức ăn. Như vậy một nhóm bắt đầu hành trình leo núi. Bỗng một người bạn bị sụt xuống tuyết, các đồng đội vội nhảy tới kéo anh lên. Không ngờ bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng an toàn. Năm người ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi, sau đó quay về trước khi mặt trời xuống núi. Antonio lúc nào cũng cầm máy radio, nhưng chẳng thu thập được tin tức gì cả. Tối đó em gái Nando đã bỏ mạng. Ngày thứ 9 họ đưa em gái Nando ra ngoài. Antonio thì nghe được trên radio, đội cứu hộ đã dừng mọi hoạt động tìm kiếm. Vì cho rằng mọi người đều không qua khỏi, Antonio lúc này đã gục ngã, anh không thể lãnh đạo mọi người được nữa. Nando tập hợp mọi người lại, nói đội cứu hộ đã từ bỏ tìm kiếm, chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi, bây giờ phải ăn no để nạp năng lượng. Mọi người hiểu ra nguồn thức ăn của Nando, nhiều người phản ứng lại điều này, một số người không chấp nhận loại thức ăn đó, có người lại tự an ủi bản thân mình, vì đó là cách duy nhất giúp họ sống sót. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, cộng thêm cái đói và cái lạnh, bản năng sinh tồn vẫn chiến thắng nhân tính. Ngày thứ 10 bọn họ bắt tay vào làm việc, ban đầu không ai dám động tay vào cả, lo do không thể nhịn đói được nữa, anh cầm mảnh thủy tinh rồi quỳ xuống, cẩn thận cắt một miếng thịt đông cứng. Sau đó bỏ vào miệng ăn trước mặt mọi người, tiếp đó từng người bước lên. Giây phút này lương tâm của họ bị dày vò rất nhiều, nhưng họ không còn cách nào khác. Lan đầu đưa ra cách này lại trốn ở một chỗ, con người ai chả có lúc rơi vào yếu đuối. Sau khi mọi người đánh chén no nê, ba người lên đường đi tìm đuôi máy bay, họ từng bước đi leo lên đỉnh núi.
nhưng chỉ thấy phía trước toàn núi cao hơn. Những người ở lại chỉ biết cầu nguyện cho đồng đội. Hôm sau, ba người lạnh cóng núp sau một tảng đá. May mà họ bình an vượt qua một đêm băng giá. Khi trời sáng, họ tiếp tục lên đường tìm kiếm. Bỗng họ nhìn thấy một chiếc ghế máy bay. Hành khách trên đó đã không qua khỏi. Họ còn thấy rất nhiều nạn nhân khác. Chỉ tiếc là không tìm được đuôi máy bay. Ba người chế ra xe trượt tuyết để trở về. Điều này đã tiếp thêm động lực cho mọi người. Đêm đó họ quyết định thay đổi cách làm. Trước khi đi học, đốt cây đàn và tiền để sưởi ấm. Ban đêm một âm thanh dữ dội vang lên. Thì ra là một trận lở tuyết kinh khủng xảy đến. Mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, nhưng không ai biết được đó là âm thanh gì. Trận lở tuyết đổ ập vào khoang máy bay, bão tuyết chớp mắt chôn vùi tất cả mọi người. Những người bên trên mau chóng đứng dậy, đào bới tuyết cứu những người ở bên dưới. Họ bị mắc kẹt trong khoang máy bay một đêm. Hôm sau, khi những tia nắng mặt trời ló dạng, mọi người đào tuyết xung quanh khoang máy bay, kéo những người gặp nạn ra ngoài. Trận lở tuyết đã khiến 8 người không qua khỏi. Họ sẽ trở thành lương thực trong thời gian tới. Nhìn thấy đồng đội mình lần lượt rời xa, cộng thêm những ngày tháng bị tra tấn thể xác, khiến nhiều người bị mất đi lý trí. Họ không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Nando vẫn chưa bỏ cuộc. Thời gian dần trôi đến ngày thứ 50 họ gặp nạn. Thời tiết dần ấm hơn trước, băng tuyết đã tan đi rất nhiều. Nando và Lobo chuẩn bị đi tìm đuôi máy bay. Trước lúc đi, anh đưa cho người bạn một chiếc giày, nói khi hai chiếc giày này hợp thành một đôi thì chính là lúc mọi người được về nhà. Sau đó, ba người bắt đầu hành trình leo núi. Những người ở lại đang tìm cách sửa máy radio. Không ngờ 3 tiếng sau họ đã tìm thấy đuôi máy bay, một hộp sô-cô-la đầy ắp và rất nhiều quần áo sạch. Tối đến, họ nhóm lửa lên sưởi ấm, định nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng mai sẽ lên đường trở về. Nhưng làm thế nào để đưa bình ắc quy về đây? Nó quá nặng nên đập vỡ cả vali. Họ bất đắc dĩ chỉ đành quay về khoang máy bay, dẫn anh chàng sửa chữa cầm theo máy radio đến. 4 người lần nữa đi lên trên núi. Họ hì hục sửa đến tối mà vẫn không được. Tối đến, Nando dự định sẽ đi bộ ra khỏi núi tuyết, sau đó tìm người nhờ giúp đỡ, nhưng cách này thật sự quá nguy hiểm. Hôm sau, 4 người lại quay về khoang máy bay. Đột nhiên một trận bão tuyết bất ngờ ập đến. Mọi người bước từng bước vô cùng khó khăn. Anh chàng sửa máy sắp không trụ nổi nữa. Nando không nỡ bỏ cậu ta lại, liền bảo hai người kia hãy trở về trước. Khi họ trở về thì cả người đã sắp bị đông cứng. Họ đợi mãi mà không thấy Nando đâu, liền cử người ra ngoài đi tìm. Từ xa xuất hiện một bóng dáng lảo đảo. Nando đã bế anh chàng sửa chữa trở về. Nando vừa vào đã thấy một đồng đội nữa rời xa. Đến ngày thứ 61, tinh thần và thể xác của họ càng ngày càng kém. Nando thấy ngồi yên chờ đợi không phải là cách, nên anh quyết định xuất phát. Anh hy vọng Lobo sẽ đồng hành cùng mình, nhưng hai người lại xảy ra tranh cãi. Lobo không tin mình có thể vượt qua đỉnh núi. Đúng lúc họ đang tranh luận gay gắt, một người bước ra nói lại có một người nữa ra đi. Cuối cùng Lobo cũng chấp nhận lên đường. Sau khi từ biệt đồng đội, ba người bắt đầu cuộc hành trình, trải qua nhiều lần leo núi. Bây giờ họ đã có khá nhiều kinh nghiệm, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Ban đêm họ nghỉ ngơi dưới vách đá lớn, không có đồ bảo hộ nên leo núi rất khó. Lobo không may bị trượt chân, cả người anh treo leo giữa vách núi. Hai người dùng thắt lưng cứu anh khỏi nguy hiểm. Sau chuyện này, Lobo không còn động lực leo núi nữa. Lando đành leo lên đỉnh núi một mình. Sau đó gọi hai người đến xem. Lobo vội vàng leo lên đó xem thử, nhưng vừa lên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước mặt anh chẳng có gì ngoài núi cả. Lando nói ngọn núi phía trước không có tuyết, chắc chắn chúng ta sắp đến nơi có người sinh sống. Lobo lắc đầu không muốn đi thêm nữa. Lando nói mình có thể sống đến ngày hôm nay, bản thân đã thấy vô cùng tự hào rồi. Cho dù phía trước có nhiều khó khăn trắc trở, vẫn phải cố gắng hướng đến tương lai phía trước. Vì để tiết kiệm chút lương thực ít ỏi, họ bảo người đồng đội kia quay lại khoang máy bay. Sau đó hai người thẳng tiến về phía trước. Tuyết càng ngày càng ít đi. Cuối cùng họ đến được khu rừng tràn đầy sức sống. Mọi người đang nghỉ ngơi trong khoang máy bay. Đột nhiên họ nghe được tiếng máy bay. Thì ra Lando và Lobo dẫn máy bay đến. Họ đã mong chờ cứu hộ suốt 72 ngày. Những người bất hạnh cuối cùng cũng được trở về nhà. Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Sau khi được cứu, họ đã quay lại nơi này, cắm một cây thánh giá trên đỉnh núi để minh chứng cho niềm tin của họ và an ủi những người đã khuất ở nơi này.